Hello, chào mừng mọi người quay lại với kênh của mình, mình là Nhị Quang Hôm nay chúng ta sẽ nối tiếp video đợt trước Sử dụng Blendenoid để làm họa tiết kimono của nhân vật Nezuko Và đây chính là họa tiết kimono đó Các bạn hãy để xem họa tiết này có gì đặc biệt Sao nhìn ra chưa? Mình gửi luôn Họa tiết này mình đã nhìn ra Nó được cấu tạo từ các đường thẳng đường thẳng đây và đường chéo chiếu trái chiếu phải cơ bản ba đường giờ bỏ ba đường cơ bản đó đi thì chúng ta còn lại các đường nâng cao như hình vậy chúng ta bắt đầu thôi làm từ cái dễ nhất đầu tiên chúng ta cần tạo ba đường chéo để làm thành họa tiết như thế này mình sẽ sử dụng quay testo như thế này nối vào đấy mình dùng quay testo để tạo ra các đường song song các bạn chọn triangle sau đó bấm tiếp ctrl t để ép nhanh testo coordinate và mapping chỉnh scale lại bằng một năm hơi nhiều Vậy là các bạn đã tạo được cái đường dọc Kế tiếp mình sẽ tạo đường chéo trái và đường chéo phải Bằng cách copy mapping và quay texture Các bạn chọn cả hai Sau đó bấm shift D Copy Làm tương tự vậy Nối nó vào vector Bấm Ctrl Shift chuột trái để kết nối nhanh sau đó bây giờ mình muốn tạo cái đường sọc chéo Đây là một tam giác đều Thì mỗi đường sọc chéo sẽ trên lệch nhau một góc 60 độ Rồi mình gõ ở đây 60 độ Chúng ta có đường sọc chéo Xuống bên dưới Chúng ta làm một đường xéo ngược lại là âm 60 độ Như thế này Sau đó chúng ta dùng mix RGB để kết hợp các đường sọc này lại với nhau như thế này mình nối hai cái trên trước các bạn chọn lighten để nó lấy các đường sáng ở đây mình sẽ nói một chút về quy ước màu sắc trong Blender Noise. Mình sẽ sử dụng ColorRamp để giải thích. Các bạn chú ý. Màu đen, màu đen trong ColorRamp giá trị của nó là 0. Màu trắng giá trị của nó là 1, giá trị quy ước nha. Trong Blender Noise giá trị quy ước của màu đen là 0 và giá trị quy ước của màu trắng là một, mình sẽ nói ở trên quay tour các bạn sẽ thấy các đường sọc đen và các đường sọc trắng, vậy các đường sọc đen là các đường được quy ước giá trị là không, các đường sọc trắng sẽ có được quy ước giá trị là một, từ đó chúng ta mới dễ tính toán được. Giống như lighten, lighten nghĩa của nó là nó sẽ lấy màu sáng của hai nó hai cái testo này nó sẽ lấy màu trá màu sáng trộn lại với nhau nên các bạn thấy ví dụ mình kéo về không thì mặc định của nó không của nó là giá trị từ a còn nếu mà mình tăng giá trị của phát này lên thì nó sẽ hòa trộn với cái quay test thứ hai là giá trị b dưới này thì khi mình, mình tăng lên á thì nó sẽ lấy màu sáng của thằng quay test bên dưới nó tăng sáng tăng một sáng thì nó lên và khi hai cái nó hòa trộn nhau sẽ ra được cái họa tiết như thế này do mình đã nói quy ước về giá trị của màu sắc rồi nên mình sẽ sử dụng hàm toán học luôn là max max Noir, toán học nhìn màu trắng màu đen nhưng mà chuyển qua toán học thì nó cũng là những con số thôi không với một đấy và khi dùng hàm toán học mình sẽ sử dụng maximum Lấy giá trị lớn nhất Do nãy mình đã nói các bạn quy ước rồi Thì màu trắng chính là số 1 được Quy ước là số 1 Nên khi sử dụng hàm maximum này Thì nó sẽ lấy màu trắng nó Lấy màu trắng của cả hai Và nó sẽ tạo ra được họa tiết này Vậy đó Kế tiếp mình cộng thêm một cái đường chéo bên dưới nữa, mình tăng thêm một cái đường chéo bên dưới nữa, dùng cũng dùng hàm maximum này luôn. Các bạn lấy kết quả, lấy kết quả nhập của hai đường trên đây cộng thêm một đường thứ ba nữa, các bạn sẽ ra được kết quả cuối cùng. Đấy, ba đường. Nhưng ở đây có một vấn đề là cái đường sọc sọc trái này à, để mình dùng uh, mix cho các bạn dễ nhìn Lighten. đây đây là kết quả của đường thẳng khi mình nhập đường thẳng và đường chéo trái lại thì nó ra đường họa tiết như thế này rồi mình sẽ nhập thêm một cái đường chéo phải nhưng các các bạn đấy cái đường chéo phải là đường này này nó không nằm nó không nằm ngay tim đây mà nó nằm lệch vô giữa chỗ này đấy các bạn thấy không giờ mình cần làm là mình chuyển cái đường cái đường số 1 này này chứ đường số đen này hai đường này đảo vị trí cho nhau có gì đây đây là đường trắng đây là đường đen nhập vô thì cái đáng lẽ đường đường trắng này nó phải di chuyển lên đường đen này là chính xác. Thì mình dùng cách nào? Có một cách đơn giản nhất đó là dùng not invert. Invert nghĩa là đảo ngược, nó sẽ đảo ngược giá trị của đường trắng này thành đường đen và đã nó sẽ đảo ngược giá trị của đường đen thành đường trắng. Đây mình thả vô. Rồi, vậy là xong. Đây đường trắng, đường đen sau khi qua invert nó sẽ thành đường đen đường trắng. Đấy. Phải hiểu chưa? Do mình muốn dùng noi tán học luôn nên mình sẽ đổi cái mix tình kia thành maximum. Giờ các bạn để ý có một điểm đặc biệt ở trong cái hình này. Đó chính là cái họa tiết này nó bắt đầu giống như là họa tiết mình cần luôn rồi bạn để ý không giờ việc của mình chính là lấy giá trị của đường màu trắng này và lấy giá trị của đường màu đen bên trong này ra thì nó mình sẽ hoàn thành được họa tiết này và mình lấy nó bằng cách nào các bạn để ý ở đây có ba đường thẳng chéo chéo giờ mình muốn lấy giá trị của đường chéo ví dụ mình muốn lấy giá, mình muốn lấy cái hình hình này hình này của cái đường chéo này thì có phải là mình phải bỏ đi cái đường thẳng và đường chéo này không bỏ đi hai hình của hai đường này và hai hình của hai đường đó thì đường thẳng và đường chéo đây đường thẳng đây đường chéo và thằng này là kết quả của hai thì mình chỉ việc bỏ đi cái kết quả này là mình sẽ lấy được cái đường còn lại đây mình sẽ thử sử dụng hàm nó toán học dùng subtract hàm subtract là trừ đây a trừ b mình lấy cái giá trị tổng bên dưới trừ đi cái hai cạnh kia và thế là mình đã lấy được lấy được cái cạnh chéo còn lại đây cạnh thẳng đây cạnh xéo trái mình lấy tổng mình trừ đi hai cạnh này thì mình sẽ ra được cạnh còn lại là cạnh này đây là kết quả mình đã lấy được một giá trị rồi nè kế tiếp mình làm tương tự mình sẽ lấy thằng tổng mình trừ đi giá trị của hai thằng còn lại đây mình sẽ lấy thằng maximum này đúng không? đây là thẳng chiếu trái vậy mình sẽ lấy thẳng chiếu phải thẳng à, chiếu phải chứ các bạn lấy sau invert nhé chiếu phải đây thẳng chiếu phải thẳng chiếu trái thẳng chiếu phải đó mình sẽ dùng hàm subtract tiếp tục lấy thằng tổng này lấy hàng kết quả tổng bên dưới kết quả tổng là kết quả này trừ đấy các bạn thấy có sọc trái có sọc phải giờ mình cộng hai cái đó lại nhau dùng hàm maximum rồi các bạn đã được hình như thế này tiếp tục mình sẽ lấy hai đường chéo này nhập hai đường chéo này lại để trừ đây sau khi nhập hai đường chéo mình bắt đầu dùng này để trừ subtract tiếp bỏ vào trừ cho ra kết quả là còn đường thẳng bởi vì mình trừ hai đường chéo rồi sau đó tiếp tục maximum để nhập lại, tiếp tục. Bùm. Và là mình đã được cái họa tiết thứ hai mình cần. Đây là họa tiết thứ nhất. Đây là họa tiết thứ hai. Rồi mình sẽ nhập hai họa tiết này lại với nhau là một. Tiếp tục dùng maximum cộng vào. Và lấy giá trị này. Vào. Ở đây có lưu ý là họa tiết thứ nhất là giá trị của nó là một bởi vì nó là các đường trắng. Họa tiết thứ hai giá trị của nó là không bởi vì nó là các đường đen. Nên giờ mình muốn nhập hai giá nhập hai cái họa tiết này lại với nhau thì mình phải chuyển đổi một trong hai để họa tiết nó có giá trị giống nhau. Giống như giờ mình sẽ đổi họa tiết màu trắng này thành họa tiết màu đen, mình sử dụng hàm invert. Để chuyển đổi giá trị một của nó thành giá trị không cho nó bằng giá trị không trên đây đây hai cái đều không nên sau khi lấy ra mình sẽ lấy minimum đó minimum chính là nó sẽ lấy giá trị không giá trị bé nhất rồi mình dùng một hàm coloram để lấy nét coloram dùng constant Đó. Nhưng giờ có một cái lỗi đó chính là họa tiết, họa tiết không đều nhau giống như thằng chéo này. Nó chế tam giác nó lại to hơn. Thì mình không dùng hàm coloram ở đây được mình sẽ dùng riêng cho từng cái như như thế này một cái trên và một cái dưới đó giờ mình sẽ chỉnh họa tiết hình tam giác họa tiết hình tam giác thằng nào xử lý chính là thằng bên dưới nên mình sẽ chỉnh coloram của thằng bên dưới đây rồi đó giống rồi đó rồi cuối cùng là thêm màu thôi màu ở đây sẽ là màu hồng màu ở đây là màu hồng mình sẽ sử dụng mix rgb để trộn màu à, nhầm mix rgb để lên màu để cho nó lên phát màu thứ nhất là màu đen màu thứ hai là màu hồng rồi vậy là chúng ta đã hoàn thành họa tiết kimono của Nezuko nhìn lại thì phức tạp nhưng các bạn làm theo đúng quy trình thì, thì uh, cũng rất là dễ hiểu không có gì hết đơn giản không cũng hơi khó một chút vậy là đã xong nội dung cho video lần này hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau tạm biệt